tình hình là tết sắp tới thì mình thấy các bạn mua full gold, full red, coi sọt thì hiện tại là ba dòng này là bên mình là làm chuyên à, cho nên là bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình nha thì à, đầu tiên cái dòng cá mà các bạn thường chọn để chơi tết đó chính là full gold thì full gold á, thì cái màu sắc của nó là mình đã giải thích rất nhiều trong những clip trước rồi thì các bạn nào mà mới chơi á, chưa biết về cái dòng này nhiều và cũng như là chưa hiểu về cái màu sắc cơ bản của nó như thế nào Thì các bạn có thể xem nát cái kênh của mình luôn <laughs> Đối với những cái phân khúc mà mình soạn hàng á Lúc mà những cái phân đoạn mà mình soạn hàng Mình đóng vô túi á Thì các bạn thấy cái màu sắc của nó là hoàn toàn khác biệt So với khi là mình quay ở trên nền đen Và cũng như là có nắng mặt trời Các bạn lưu ý giúp mình cái vấn đề này nha Chứ để nhiều khi giao cá đến cho các bạn rồi Các bạn nói ủa sao cá nó không có vàng giống như trong clip Thì mình cũng không biết dễ làm sao chứ các bạn luôn trong khi đó là tất cả những cái clip mà mình quay Hầu như là mình quay đủ điều kiện môi trường ánh sáng để cho các bạn xem Và các bạn đánh giá về cái dòng full gold này rồi Thì màu sắc của nó thì mình xin lưu ý các bạn Các bạn về các bạn nuôi trên nền vàng hoặc là nền trắng ha Rồi còn khi mà bạn xô á Các bạn muốn cho nó đẹp á Là các bạn bỏ vào nền đen Rồi bạn đem ra nắng các bạn quay Hoặc là các bạn quay bằng dưới cái ánh, ánh sáng của cái đèn lát điện thoại á là nó lên vàng rất là đẹp đó, mình chỉ các bạn một cái mẹo đơn giản như vậy luôn. Rồi thì hôm nay mình soạn ba cái đơn cho ba anh khách ở Bình Thuận, Tiền Giang và Đồng Nai. Thì đa số ba đơn này đều là full gold. Hiện tại bây giờ là cái thời tiết rất là lạnh vì cũng sắp gần Tết rồi các bạn. Cho nên là các bạn nào mà chưa có kinh nghiệm nhận biết cá bệnh thì tốt nhất mình khoan hay mua để qua Tết thời tiết nó ấm ấm trở lại á thì mình bắt đầu mình nuôi cá nha.